Năm mới thấp đến, rước hanh vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Được. Phần nghèo chẳng dám ước cao. Đúng chỉ rồi. Cần tình nghĩa với nhau. Phải vậy. Nếu ai tâm đầu ngọt lợi là nên giải ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Vâng, con sẽ. Cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thế nào anh? Gặp trong hiền đức dễ thương. Tuổi này vườn số này lắm con. Muốn cho vuông tròn nhà anh môi giới môi mai đưa đưa. Là thế nào anh? Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ người đó. Là ai vậy anh? Là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đài khai thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Bói đây bói đây. Anh ơi xem giúp em một quẻ. Được rồi, đưa tay em xem nào. Ôi dồi ôi, tay gì trắng thế. Anh này vô duyên. Được rồi, để em xem nha. Năm nay em sẽ có chồng đấy. Chồng em à, cao to này, đẹp trai này, giàu có này. Em thật chồng này. Đúng rồi, tin anh đi. Đầu năm hoa lá xuân sao ngờ như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào nè. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngọn lợi là nên giải ngâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Đúng rồi. Tại anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi đây. Thật không anh? Gặp chồng hiền đức dễ thương. Tuổi này vương số này lắm con. Muốn cho vuông tròn nhà anh môi giới môi mai đưa đưa. Đúng phải không anh? Tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay. Chẳng ai xa lạ người đó là anh nè. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đài khai thế thôi. Thế gian ai cười đâu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đài khai thế thôi. Thế gian này cười đâu năm lo cưới cuối năm thêm người. Thôi mình về em nhé. Yeah.